Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Đây là anh Đỗ Linh Vũ, chủ của hệ thống Barbershop Vũ Trí. Sáng nay có đi xem một cái mặt bằng bên quận 7 để mở thêm một cái chi nhánh mới. Mỗi lần mở thêm một cái chi nhánh Barbershop thì anh Vũ ở đây luôn có cái tâm huyết là tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người. Cũng như các bạn trong và ngoài ngành đều biết, trong cái ngành barber thì anh Đỗ Linh Vũ rất là được nhiều người yêu mến, không chỉ là nhân viên bên trong mà ngay cả những người làm ngành bên ngoài yêu mến. Bởi gì? Bởi cái sự tận tụy, nhiệt tình của mình và cái sự chăm sóc cho nhân viên rất là chu đáo. Thì mình nói là thương nhân viên thì có rất là nhiều cách, ví dụ là tạo công ăn việc làm cho nhân viên, ngoài ra còn chăm sóc về cái ăn, cái mặc và tâm lý của nhân viên nữa. Và thậm chí rất là nhiều nhân viên, cấp nhân viên hay là cấp quản lý bên Barbershop Vũ Trí, khi mà xin nghỉ việc để ra tự lập riêng thì anh Đỗ Linh Vũ rất là nâng đỡ. Nâng đỡ như thế nào? Từ cái việc làm bồi bổ thêm kiến thức, tại vì không đơn giản chỉ là nghỉ ra làm riêng. Anh bồi bổ thêm kiến thức về chuyên môn và thậm chí hướng dẫn và chỉ dẫn giới thiệu nơi làm ghế, làm tủ, làm kệ, làm sao để tốt nhất cho một người nhân viên cũ của mình ra ngoài có một cái sự tự lập tốt nhất. Trải qua một cái quá trình rất là dài, trên dưới 40 năm trong nghề của anh Đỗ Linh Vũ, không dễ dàng để thành công được như ngày hôm nay. Thế thì đối với những bạn đang làm nghề barbershop hoặc là chuẩn bị ra mở riêng thì anh Đỗ Linh Vũ có những cái lời nhắn nhủ gì? Mời anh Đỗ Linh Vũ. Xin chào các bạn. Thì cái lời nhắn nhủ đầu tiên cho các bạn nhân viên mà chuẩn bị ra mở tiệm, sau đó các bạn chuẩn bị những thứ như là, thứ nhất thì phải có tài chính rồi thì các bạn mới ra làm được. Cái thứ hai thì các bạn phải trau dồi thêm những kiến thức, ví dụ như các bạn học trên YouTube, các bạn học những bạn đồng nghiệp, những các quản lý trước đây đã đi trước, học về đổi lũ là học về cái chuyên môn tay nghề. Đúng rồi, các bạn học về chuyên môn tay nghề thì các bạn phải nắm vững cái cơ bản như vậy thì các bạn ra mở thì bạn mới thành công được. Ngoài ra thì những cái bạn mà đang làm nghề cấp nhân viên á, anh có những cái lời khuyên cho những cái sự cố gắng gì cho sau này, ví dụ là những bạn mà mới vào làm vài tháng một năm? Mấy bạn mới á, thường thì phải phải ví dụ là chịu khó thời theo học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, rồi mình hòa đồng với nhau, hoặc là đơn giản đi, những cái người mà cá biệt trong cái hệ thống mình thì có những cái lỗi gì anh có thể nêu để những bạn đang xem có thể khắc phục, không chỉ trong cái ngành barber mà trong bất kỳ một cái công việc nào khác. Những cái người mà mới đi làm thì có những cái lỗi gì thường phát sinh? Bây giờ bắt đầu nói rồi. Anh nghĩ sao nói vậy đi. Làm lại. Mình có những cái gạch đầu dòng. Theo anh Đỗ Linh Vũ thì cái tiêu chí nào để một người nhân viên bình thường được nâng cấp lên quản lý, ví dụ như là chuyên môn phải như thế nào về cái giao tiếp, đánh giá của khách hàng và cả đánh giá của đồng nghiệp, thì hiện tại mình đều có những cái bậc lương cho quản lý mới, quản lý cũ, và trên hết mình có những cái barem, những cái quy định cơ bản. Nghĩ được mà không nói được. Nghĩ được, làm được mà nói không được. Không. Ví dụ thì tay nghề chuyên môn của một người bình thường lên cấp quản lý có cần thời gian hay không? Ok. Thường thì cấp quản lý thì tầm khoảng là 2 năm.
năm là làm quản lý được rồi. À, khoảng 2 năm là làm quản lý. Về cái chuyên môn có cần phải nổi trội so với những người khác không? Đặc biệt là cái đó, nhiều lúc quản lý á, thì tay nghề cũng bằng mấy bạn thôi. Nhưng được cái là các bạn có được những cái về thái độ, về cái sự nhiệt tình. Đúng rồi. Hiểu chuyện, nói chung là được lòng nhiều người qua cái cách giao tiếp và ứng xử. Đúng rồi. Cái đó là cái mà đặc biệt nhất là của quản lý. Quản lý là ở đây bố trí không cần trình độ cao. Nếu như quản lý tinh lực bình thường cũng được, nhưng mà về cái thái độ là cái quan trọng nhất, là cháu đạo đức đó. Tại mà có được một cái nền tảng của bản thân để phát triển thêm cái khả năng. Đúng rồi, đó thì... là cái điều mà mình muốn nói là các bạn lại vậy. Thì tóm gọn cái ý của anh Đỗ Linh Vũ như sau. Thế thì để một người lên làm được cấp cao, hoặc là mình nói là cần người giỏi đi, thì chúng ta có hai tiêu chí. Một là có tài, hai là có đức. Thế thì rất là nhiều người có tài. Có tài là sao? Có nghĩa là họ giỏi, họ làm được rất là nhiều việc. Có đức là cái người được lòng mọi người, cư xử đúng mực, giúp đỡ mọi người. Thế thì ở đây anh Đỗ Linh Vũ trọng người có đức hơn là người có tài. Có nghĩa rằng tuy là cái tài năng chưa có được phát huy, nhưng mà có thể được bồi đắp. Còn nếu mà thiếu đi cái đức độ, cái sự thông cảm và giúp đỡ mọi người, thì rất khó để làm được một nhân viên cấp cao. Đúng rồi, đúng rồi. Cái ý của mình muốn nói rồi. Nhà từ đây nó giúp cho. Tiếp theo là Cải Toàn vừa gợi ý với anh Đỗ Linh Vũ là mình nên có một cái hiện tại. Xin lỗi với các bạn, hiện tại anh Đỗ Linh Vũ có hai cái trung tâm đào tạo barbershop, một cái ở quận 6 và một cái ở quận Thủ Đức. Thế thì Khải Toàn khuyến nghị với anh Đỗ Linh Vũ là mình nên có một trung tâm đào tạo phi lợi nhuận. Có nghĩa là mình giúp rất là nhiều những bạn trẻ ở những cái vùng sâu vùng xa. Mình tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bạn đó lên trung tâm học hoàn toàn miễn phí ở một cái mức cơ bản. Và sau đó về phục vụ lại cộng đồng. Đây là một cái ý tưởng xây dựng con người, không hoàn toàn không nói về lợi nhuận luôn. Có nghĩa là đây là một cái ý tưởng và phù hợp với cái hoài bão của anh Đỗ Linh Vũ là một cái người có lòng giúp người. Tuy anh Đỗ Linh Vũ là theo Công giáo, Khải Toàn theo Phật, nhưng mà có một cái niềm tin, một cái con đường chung là giúp đỡ mọi người có một cái cuộc sống tốt hơn, hoặc là một cái cuộc sống an lạc. Đúng vậy. Thì sau này mình không hứa, nhưng mà chắc chắn sẽ là một cái trung tâm để mà đưa những bạn đam mê ở vùng nơi xa mà không có điều kiện. Vũ Chí sẽ tạo cơ hội cho các bạn về được học những như là những barber học nghề từ cơ bản trước. Đúng đã rồi. Sau đó nếu mà có cái điều kiện và cái năng khiếu rồi có thể tạo thêm điều kiện học nâng cao. Thì đó các bạn, thì sau này các bạn có thể các bạn trở về nơi của mình làm, hoặc là làm bất cứ nơi đâu cũng được. Đó là cái mong muốn của mình để muốn giúp cho các bạn muốn một nơi xa mà đã muốn đến với Vũ Chí. Cảm ơn anh Đỗ Linh Vũ đã chia sẻ những cái kiến thức, những lời động viên đến tất cả các bạn trẻ. Khải Toàn hy vọng rằng các bạn hiểu được chân lý của cuộc sống là tất cả đều gieo và trồng, và quan trọng nhất là cách sống chứ không phải là tài năng. Thì hy vọng các bạn hiểu được để có một định hướng tốt hơn cho những cái công việc sau, cho những cái tương lai sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.